Lease this beat today. Rồi ok, hello anh em. Mày nghe mình rồi nha, chị Kim đi. Sống bồn bà ở mảnh đất Hà Nội. Dù 80 tuổi nhưng Trần Duy Hưng mỗi tuần với 2 suốt 50cm đã là thương hiệu. Dù phải đưa chén ở quán sửa chữa nhưng vì có tâm nên dù thế nào cũng lai suốt. Tuổi đã già nhưng ngày nào cũng 2K. Thoáng chốc gần 3 năm cùng trực tiếp game đã trôi qua. Một khi đã chơi là không có easy. Tất cả anh em và anh trực tiếp game cùng nhau. Hét lên tôi là Sator, tự hào bởi vì tất cả chúng ta là Sator. Một khi đã máu là chiến đến thâu đêm. Tất cả anh em chúng ta cùng nhau hét lên tôi là Sator, tự hào bởi vì tất cả chúng ta là Sator. Đã là kênh văn hóa thì không có văn tục, còn khi không thích thì làm đéo gì nhau. Rồi ok, hello anh em. Mày nghe mình rồi, like to quick win. Một khi anh em đã chơi là không có chỗ cho mọi bồ lạc hay đời trẻ trâu giống chức mình nét chỗ khác. Anh em tôi không phải là Bồ Tát. Hai lần thức một bốc gì đâu phải là thứ để đồ. Chủ yếu là mình cùng vui chứ nói về trình thì dũng đây có thừa. 100.000 sub chỉ trong một ngày cùng với dòng cười đúng tim. Tất cả chỗ dựa tinh thần cho tất cả fan sang một ngày trời căng thẳng vất vả. Ở ngoài kia có rất nhiều thú vui nhưng rất tiếc. Không phải xe, không phải gái mà trực tiếp game mới là bất diệt. Sator, tự hào bởi vì tất cả chúng ta là Sator. Một khi đã máu là chiến đến thâu đêm. Tất cả anh em chúng ta cùng nhau hét lên tôi là Sator, tự hào bởi vì tất cả chúng ta là Sator. Đã là kênh văn hóa thì không có văn tục, còn khi không thích thì làm đéo gì nhau. Huyền Thoại sinh ra ngay tại đất thủ đô Hà Nội, chứ không phải là một quốc gia nào đó xa xôi. Nổi lên từ khi họ biết đến điệu cười của ông, điệu cười giúp người nghe xua tan mọi mệt nhọc của cuộc sống. Ngoài ra, ông còn sở hữu giọng nói 3 tỷ năm một người. Ông có thể dùng kỹ năng đó để chém gió với từng người. Mặc dù điều đó chưa được ai kiểm chứng, nhưng với một số người vẫn tin mà không cần nhân chứng như tao này. Còn một thứ nữa mà không thể không nhắc đến là cái gậy như ý của ông khi người ta nhắc tên. Nó có độ dài nửa mét là một ấn tượng không thể quên. Và cái gậy đó đã trở thành hình tượng mỗi khi nhớ đến. Đó là chùm streamer Việt Nam Dũng CT, nổi tiếng với độ dài 50cm và điệu cười. Ông bắt đầu từ cái thời còn phim trên Facebook, và tên những người xem lúc đó có thể viết ra bằng cây bút. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã đến với trực tiếp game. Ôi trời ơi, hôm nay làm cái ngày mà trời quá nóng không thể chịu nổi.
rồi. Nếu anh em nào ở Hà Nội hoặc là các tỉnh phía Bắc thì đều biết là hôm nay là một cái ngày mà nhiệt độ lên đến 41 độ C. Còn nếu mà chúng ta ra ngoài đường mà chúng ta đo bằng nhiệt kế ở ngoài đường ấy, cái tầm mà khoảng 2 giờ chiều tôi nghĩ chắc là nhiệt độ lên 50 độ C. SH tặng anh em đi á. Úi giời, anh em thích tôi hát bài gì? Anh em đồng thanh, đồng ca quả bài cái cho anh em nghe cái nhỉ? Bài bài gì anh em? Cho em nằm đi. Bế em lên giường. Bế thích. Số thì số. Ok, hôm nay K2 ra trên đây thôi anh em nhá. Rồi chúng ta đi nghỉ thôi, 12:30 rồi. Chúc anh em ngày mai còn phải đi học đi làm nữa. Có phải đi rửa bát nữa. Rất là cảm ơn anh em theo dõi nhá. Bye bye sugar.